Chào các bạn nha. Nếu mà các bạn mà có một cái kho lúa gạo lớn thì một trong những vấn đề lo ngại hàng đầu của chúng ta đấy là mọt. Mọt sinh sản rất nhanh và có sức tàn phá ghê gớm. Nếu như mà một cái kho lúa của chúng ta mà chúng ta không phòng trừ thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi, cái lượng mọt nó có thể sinh sản ra một cách kinh khủng và nó sẽ ăn hết lúa gạo của chúng ta. Đó. Đây các bạn có thể thấy đây. Cái kho của mình đây đã được xử lý mối mọt, tuy nhiên là vẫn đang còn có mối mọt. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái thuốc trừ mối mọt. Thuốc có tên là Quick Fort nha. Thì xin giới thiệu với các bạn, đây là cái chai Quick Fort này. Chai Quick Fort 56%. Trên thị trường thì có một số các cái công ty khác cũng có cái sản phẩm thuốc trừ mối mọt giống như Quick Fort này. Tuy nhiên Quick Fort là một trong những cái nhà sản xuất lớn và uy tín. Đây các bạn có thể thấy đây. Nhà sản xuất là công ty UPL, một tập đoàn về sản xuất hóa chất lớn của thế giới. Sản xuất và đây là như cái chai này của mình nhá. Độ độc rất cao. Cái chai này độ độc rất cao đấy các bạn ạ. Mình là người trực tiếp đã đánh và dùng cái chai này đây. Như cái chai này bên mình mua nó đã hết hạn từ ngày mùng 2 tháng 5 năm 2018. Tuy nhiên mà khi mà đánh ra thực tế thì là cái mùi của chai vẫn là rất là lớn này. Đây là một cái sản phẩm này, nó là một cái sản phẩm xông hơi từ có gốc là nhôm. Đây mình chỉ đọc đây mình hiểu là có gốc nhôm phốt phát gì đó. Và cái sản phẩm đây đóng chai rất kín. Khi chúng ta mở thì chúng ta sẽ phải dùng một cái, người ta sẽ có một cái nhựa để xoáy ra. Trong cái sản phẩm này được ghi rõ để trừ này. Chủ yếu là trừ các cái loại mọt đậu đầu dài, sâu đục hại, mọt chân đỏ, mọt gạo, mọt bột đỏ, rỉ sắt, mọt ngũ cốc. Nói chung là dùng cái này thì các cái loại côn trùng mọt ở trong kho sẽ chết tương đối hiệu quả. Và người ta hướng dẫn rất kỹ đấy nha, với các loại ngũ cốc, thuốc lá, bánh. Đó, các bạn nhìn nha. Trong đây thì nó sẽ đóng theo dạng viên giống như viên xê sủi. Khi mà chúng ta đổ cái thuốc này ra các cái cốc để và đặt trong kho thì là cái thuốc này sẽ khuếch tán trong không khí và nó sẽ phả ra mùi. Thuốc này là đánh vào cái hệ thần kinh của con mọt, hệ thở và hệ thần kinh. Do đó là khi dùng cái thuốc này có độ độc tương đối là cao. Các bạn lưu ý là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta phải đeo khẩu trang và đồ bảo hộ để giảm cái độc của thuốc đi. Thì chúng ta sẽ mở ra, sau đó là chúng ta sẽ đổ thuốc vào những cái cốc như thế này. Đó. Đấy, trong cái cốc này rất nhiều mọt này. Các bạn sẽ đổ vào cốc cái này và đặt vào cái kho. Đây mình sẽ hướng dẫn vào kho của mình nhá. Với một cái kho lúa như này thì các bạn cần phủ bạt. Để đạt tiêu chuẩn thì các bạn phải phủ bạt lên cái lúa. Sau đó chúng ta sẽ đổ thuốc ra những cái chai lọ như này, những cái cốc như này. Đây là cái thuốc Quick Fort nha. Sau khi mà đã đổ giờ thành viên và đổ ra thì sau một thời gian dùng đây này, giờ nó vẫn còn đang mùi này. Đó. Nó tan ra thành cái bụi như là tro nha. Đó. Và chúng ta cần phủ bạt cái đống lúa của mình lại đó. Khi phủ bạt này thì cái thuốc nó xông hơi lên thì nó được giữ trong cái bạt thì hiệu quả của thuốc sẽ là tốt nhất. Trường hợp các bạn không phủ được bạt thì cái hiệu quả của thuốc nó sẽ bị giảm đi. Cái thuốc Quick Fort này nó sẽ có đây. Và kết quả của thuốc Quick Fort này các bạn có thể thấy này. Mọt chết siêu nhiều luôn. Đấy. Và hiệu quả của cái thuốc Quick Fort này như mình thực tế mình dùng thì nó trong một cái kho của mình nếu như đảm bảo được độ kín thì hiệu quả có thể được tháng rưỡi đến 2 tháng. Còn nếu mà trong cái kho thoáng và không phủ được bạt nữa thì hiệu quả của thuốc chỉ duy trì được từ khoảng 15 đến 20 ngày. Sau đó chúng ta lại phải đánh lại. Đó, các bạn sẽ đổ thuốc ra những cái cốc như này để đánh thuốc xông hơi.
tác hoặc là các bạn có thể đổ ra cốc và để thẳng ở trong chai này như này cũng được. Để thẳng trong chai như này thì sẽ hơi tốn thuốc đó. Đấy, kết quả đánh mọt nha, lượng mọt chết tương đối tốt đó. Đấy là những cái gì mình chia sẻ. Chúc các bạn sẽ các bạn có thể tìm hiểu và sử dụng để phòng trừ muỗi mọt cho các khô kho lúa ngô sắn, các cái kho đựng hàng của mình bị muỗi mọt tấn công. Và nhớ lưu ý những cái khuyến cáo mình đã lưu ý nhá. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn.